Chào cả nhà, hôm nay là 100 ngày của em bé. Như mọi người cũng đã biết, ở Việt Nam thì không thể đầy đủ được mọi thứ, cho nên mình chuẩn bị từng chút một cho em bé. Có lẽ là phải có bánh gạo và trái cây thêm nữa, nhưng mà lần đầu mình cắm hoa, không biết canh sao cho nên nó hơi bự và không thể mua thêm những cái khác được.